Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 23 văn bản hợp nhất Văn phòng Quốc hội Hà Nội ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định nguyên tắc thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Luật này không quy định việc làm hiến pháp, sửa đổi hiến pháp. Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật được ban hành đúng theo thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục quy định trong luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục quy định trong luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. một Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan tổ chức cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong luật này ban hành và được nhà nước bảo đảm thực hiện. 2. Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là cơ quan tổ chức cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành. 3. Giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm rõ tinh thần, nội dung của điều khoản, điểm trong hiến pháp, luật, pháp lệnh để có nhận thức, thực hiện áp dụng đúng thống nhất pháp luật. Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 1. Hiến pháp. 2. Bộ luật Luật. Sau đây gọi chung là luật, nghị quyết của Quốc hội. 3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 5. Nghị định của Chính phủ, nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 6, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 7, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, 8, thông tư của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, thông tư của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, 8A, thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh. 10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 11. Ủy ban quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. 12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là cấp huyện. 13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã. 15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. Điều 5. Nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 1. Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. 2. Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 3. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật. 4. Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật. Bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 5. Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 6. Bảo đảm công khai dân chủ trong việc tiếp nhận phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều 6. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của mặt trận và các cơ quan tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của luật này và luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản biện xã hội được thực hiện trong thời gian cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được phản biện xã hội thì hồ sơ dự án dự thảo gửi thẩm định thẩm tra trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội. 3. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan tổ chức đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật. 4. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản. Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức người có thẩm quyền trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 1. Cơ quan tổ chức người có thẩm quyền trình dự án dự thảo văn bản pháp luật chịu trách nhiệm về tiến độ trình và chất lượng dự án dự thảo văn bản do mình trình. 2. Cơ quan tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan tổ chức người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo. 3. Cơ quan tổ chức người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến. 4. Cơ quan thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan tổ chức người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kết quả thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan thẩm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kết quả thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 5. Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành. 6. Cơ quan người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, quyết định của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. 7. Cơ quan người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với hiến pháp. Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết. 8. Người đứng đầu cơ quan tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện. Điều 8. Ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật. 1. Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là tiếng Việt. Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu. 2. Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định các nội dung đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật khác. 3. Tùy theo nội dung, văn bản quy phạm pháp luật có thể được bố cục theo phần chương, tiểu mục, điều, khoản, điểm, các phần chương, mục, tiểu mục điều trong văn bản quy phạm pháp luật phải có tên, không quy định chương riêng về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm trong văn bản quy phạm pháp luật nếu không có nội dung mới. 4. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan người có thẩm quyền khác được quy định trong luật này. Điều 9. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài, bản dịch có giá trị tham khảo. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 10. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật. 1. Số, ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật phải thể hiện rõ số thứ tự, năm ban hành, loại văn bản, cơ quan ban hành văn bản. 2. Việc đánh số thứ tự của văn bản quy phạm pháp luật phải theo từng loại văn bản và năm ban hành. Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội được đánh số thứ tự theo từng loại văn bản và nhiệm kỳ của Quốc hội. 3. Số ký hiệu của văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp như sau. A. Số ký hiệu của luật, nghị quyết của Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau: loại văn bản, 2. chấm, số thứ tự của văn bản, xuyệt, năm ban hành, xuyệt tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa quốc hội. B. Số ký hiệu của pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sắp xếp theo thứ tự như sau. Loại văn bản 2 chấm, số thứ tự của văn bản, xuyệt, năm ban hành, xuyệt, tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản và số khóa quốc hội. C. Số ký hiệu của các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoảng này được sắp xếp theo thứ tự như sau. Số thứ tự của văn bản, duyệt, năm ban hành, duyệt, tên viết tắt của loại văn bản, gạch ngang, tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản. Điều 11. Văn bản quy định chi tiết. 1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể để khi có hiệu lực thì thi hành ngay được. Trong trường hợp văn bản có điều khoản điểm mà nội dung liên quan đến quy trình, quy chuẩn kỹ thuật và những nội dung khác cần quy định chi tiết thì ngay tại điều khoản điểm đó có thể giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết. Văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. 2. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều khoản điểm được quy định chi tiết. 3. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết. Điều 12 sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật một văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước người có thẩm quyền văn bản sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản phần chương mục tiểu mục điều khoản điểm của văn bản bị sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng công báo niêm yết theo quy định 2. khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật cơ quan ban hành văn bản phải đồng thời sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản phần chương một tiểu mục điều khoản điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản mới đó. Trường hợp chưa thể sửa đổi bổ sung ngay thì phải xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản phần chương một tiểu mục điều khoản điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi bổ sung trước khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực. Trường hợp văn bản phần chương 1 tiểu 1 điều khoản điểm của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành có quy định khác với văn bản mới nhưng cần tiếp tục được áp dụng thì phải được chỉ rõ trong văn bản mới đó. 3. Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng cơ quan ban hành trong các trường hợp sau đây. A. Để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ có liên quan chặt chẽ với nhau để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với văn bản mới được ban hành. C. Để thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt. Điều 13. Gửi văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 1. Văn bản quy phạm pháp luật phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giám sát kiểm tra, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày công bố luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc ký chứng thực, ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật khác. Cơ quan người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 164 của luật này để giám sát. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 165 khoảng 1 điều 166 hoặc khoảng 1 điều 167 của luật này để kiểm tra. 2. Hồ sơ dự án, dự thảo và bản gốc của văn bản quy phạm pháp luật phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Điều 14. Những hành vi bị nghiêm cấm. 1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái với hiến pháp, trái với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 2. Ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 4 của luật này nhưng có chứa quy phạm pháp luật. 3. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục quy định tại luật này. 4. Quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch, quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trừ trường hợp được luật nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản bốn điều hai mươi bảy của luật này